trong set đấu thứ nhất. Tay vợt phía gần màn hình của chúng ta, tay vợt Nghiêm Đình Tuấn đã giành chiến thắng trước Quán Thanh Tùng, tay vợt đến từ Hải Dương. Tuy nhiên trong set đấu thứ hai này, điểm số đang là 19-17 nghiêng về Quán Thanh Tùng. Vẫn thủ qua Quán Thanh Tùng, thủ một pha cầu quá hay ngoài sân. 20-17, khả năng là set 3 rồi. Bùi Nam, 55 tuổi, xin mời trường trung cấp kinh tế kỹ thuật vận động viên Chu Duy Ninh, Nguyễn Khắc Tĩnh gặp đơn vị cục thống kê, vận động viên Nguyễn Trương Hoành, Nguyễn Thanh Tâm về. Xin mời các bạn có tên về sân số 4 chuẩn bị thi đấu. Sân 4 nội dung thi đấu Bùi Nam, 55. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 6, đội nữ 19-30 mời hai đôi Tuyên Du, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Ánh, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Hoa, Tăng Thị Thu mời hai đôi vào sân số 6 thi đấu. Chúng tôi xin nhắc lại, sân 6, đội nữ 19. Đấu tiếp theo trên sân số 7, đôi nam 51-55 mời hai đôi Sở Y tế Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Kim Toàn, Kho Bạc. Nhắc lại, sân 7, đôi nam 51-55 Sở Y tế Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Kim Toàn, Kho Bạc, Dương Văn Lý, Nguyễn Xuân Sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thực sự cũng không thể hiểu điều gì nó đang diễn ra nữa. Tại sao lại có được cái điểm số là 12-3 thế này ạ? Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 1, anh Tùng phải nói là lên đồng mà. Trận phản ứng của anh ạ. Mời anh Tùng và Nguyễn Tuấn Anh. Với sân 2, anh Tùng sửa rút rồi. Nhưng có anh Tùng đang dẫn mà. Thua 23 anh ạ. Mời anh Tùng và Nguyễn và sân 1. Thua 23. Bảng điểm như thế này. Bảng điểm được nhầm. Nguyễn Tuấn Anh từ Sơn, Vũ Minh Phúc từ Sơn. Anh Tùng bị chuột rút anh em ạ. Thua rồi. Thế mà bảng điểm lại để 23 theo kiểu kia, trọng tài không biết cách lật rồi. Ngồi góc kia thì phải lật ngược lại mới đúng. Nguyễn Anh Tùng đang rất cố gắng. Ok, điểm số 4-20 cho Quán Anh Tùng. Cầu ngoài sân, trận đấu thứ 3 kết thúc, điểm số 21-5. Xin chia buồn với anh Quán Anh Tùng, anh đã bị chuột rút và không thể thi đấu được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này của Hùng. Cảm ơn rất nhiều bình luận viên Support Hùng.